Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành mua phần mềm nhé. Bước 2 là chúng ta sẽ tiến hành mua phần mềm. Thì các bạn sẽ lựa chọn những cái gói phù hợp với các bạn. Đó. Bản Auto Market Play á thì nó tức là bản Pro đúng không ạ? Đây, Nhất sẽ mở cho các bạn bản Pro. Pro Market Play thì nó sẽ có đầy đủ các tính năng. Tuy nhiên thì nó không có giao diện gom tin nhắn. Còn phần mềm Premium Market Play thì có cái tính năng đó là gom tin nhắn về một giao diện để cho chúng ta dễ quản lý đơn hàng hơn. Rồi, thì các bạn lựa chọn cái gói phù hợp với mình. Thì ở đây Nhất sẽ mua cái gói 1 năm, tiến hành tạo đơn hàng với gói 1 năm, đúng không ạ? 12 tháng, gói Premium. Rồi, click vào. Đó. Thì ở đây các bạn cũng có thể click vào đây này. Đó. Để tải. Đó, đơn giản đúng không ạ? Rồi, thì các bạn sẽ click vào thêm vào giỏ hàng. Đấy, Nhất sẽ mua cái gói này luôn. Rồi, các bạn click tiếp vào tiến hành thanh toán. Rồi, việc của bạn là điền thông tin vào, đúng không ạ? ID chẳng hạn. Email. Rồi, số điện thoại. Rồi, địa chỉ. Click vô tạo tài khoản mới luôn, đúng không ạ? Rồi ở đây thì các bạn có thể lựa chọn hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc là quét Momo. Đó. Thì đây Nhất sẽ chọn cái hình thức chuyển khoản ngân hàng. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản và điều kiện của website, đúng không ạ? Rồi click đặt hàng. Rồi chúng ta chờ một chút để quá trình tạo đơn hàng diễn ra. Đó, sau khi mà tạo đơn hàng rồi thì chúng ta sẽ nhận được cái thông báo như này, đúng không ạ? Cảm ơn đơn hàng của bạn đã được nhận, mã là 982, ngày tạo đây, đúng không ạ? Email đây, tổng cộng là chúng ta chuyển khoản 3.8 vào cái số tài khoản này, đúng không ạ? Đào Xuân Quyết, ngân hàng Vietcombank, số tài khoản đây. Đó. Thì khi mà chúng ta tạo xong đơn hàng thì chúng ta vào mail chúng ta kiểm tra, đúng không ạ? Chúng ta vào hộp thư email. Đó. Vào hộp thư email kiểm tra thì sẽ có một cái email gửi đến cho chúng ta đây này, đúng không ạ? Forex Software, đơn hàng tại Forex Software được đặt, đơn hàng mới đây, tài khoản được tạo đây, đúng không ạ? Đấy, mật khẩu của chúng ta ở đây. Rồi, cái công việc của chúng ta tiếp theo là chúng ta chuyển khoản vào số tài khoản này, đúng không ạ? Nếu các bạn thanh toán Momo thì các bạn quét mã thanh toán Momo để các bạn tiến hành thanh toán. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ chat, đúng không ạ? Chúng ta vào đây và chúng ta chat tiếp tục với dưới tên Nhất, đúng không ạ? Đó, chúng ta chat. Đấy, chúng ta có thể chụp hình lại cái phần giao dịch của chúng ta. Đây là cái ví dụ, đúng không ạ? Đây là một cái khách hàng đã tiến hành gửi. Đấy, bên mình có bản ebook chưa? Đấy, thì tớ đã mua key rồi, bạn kích hoạt cho tớ nhé. Thì các bạn chụp lại thôi, đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý, ở đây nó có cái mã đơn hàng này. Có một cái mã đơn hàng này thì nội dung chuyển khoản thì các bạn ghi cái mã đơn hàng này. Đó, ghi cái mã đơn hàng. Rồi các bạn nhắn tin, đúng không ạ? Nhắn tin cho fanpage để tiến hành thông báo như thế này. Các bạn chụp hình, đúng không ạ? Chụp hình cái chi tiết giao dịch này, các bạn gửi cho page và nói rằng là kích hoạt cho tớ mua key, đúng không ạ? Cho tớ mua key hoặc là cung cấp key cho tớ vì tớ đã mua đơn hàng thành công rồi này, đã chuyển khoản rồi. Thì bên Forex Software sẽ tiến hành cung cấp cho bạn cái mã khóa như này để các bạn kích hoạt, đúng không ạ? Và bây giờ Nhất sẽ tiến hành khởi động phần mềm. Đây, khởi động phần mềm.
Thì cái giao diện phần mềm bản premium nó sẽ có phần tin nhắn như thế này đây, đúng không ạ? Có phần tin nhắn như thế này và được đăng rất là nhiều tài khoản. Và bản premium cũng như là bản Ultimate Play, bản Pro thì nó y như nhau, đúng không ạ? Bản premium chỉ có cái chức năng là gom tin nhắn như thế này trên một giao diện này cho chúng ta sử dụng. Đấy. Còn nếu như các bạn mua bản Pro Market Play thì nó sẽ không có cái phần tin nhắn này nhá. Có giao diện nó vẫn như thế này. Tuy nhiên, chúng ta không sử dụng được cái tính năng gom tin nhắn này. Đúng không ạ? Chúng ta có thể chat trực tiếp luôn.